Dạ vâng, xin kính chào quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với video của mình tiếp theo. Hiện tại thì ngay lúc này thì mình đang có mặt ở khu vực phố biển huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Thì hôm nay là một cái ngày ngày 15 tháng 8 là ngày Tết Trung Thu. Và đây thì hàng năm tổ chức có một cái lễ hội, gọi là một cái lễ hội ở đây là các bà con đồng bào dân tộc Nùng là về cái điểm khu vực ở đây là Hát Xê Long Hao và cũng như là các ông các bà ở các khu tỉnh khu khác cũng về đây tìm những người bạn để hát xê cùng nhau và cũng như là hát hò đối đáp. Và đặc biệt nữa thì ở đây thì buổi chiều và buổi tối thì là có chương trình các vũ công nhảy nhạc modern tắc kinh cũng rất là đông luôn nha mọi người nhé. Thì đây lễ hội hàng năm vào những ngày rằm tháng 7, rằm tháng 8 này. Đấy. Thì đây là trước mặt mình đây là các ông bà là đang ngồi đây và chờ những cái người bạn của mình, tìm những người bạn mình để hát giao duyên hát Xê Long Hao nhé mọi người nhé. Thì bây giờ mình xin mời tất cả mọi người cùng đi theo chân mình khám phá khu vực ở dãy phố này và cũng như là các địa điểm ở đây xem là bà con nay có đông như mọi năm hay không. Thì xin mời tất cả mọi người cùng theo chân mình. Đó. Ở đây thì có các bà bán cái đồ trang phục quần áo của đồng bào dân tộc Nùng đây mọi người nhé. Đó. Ở đây thì trang phục của các bà này, trang phục của các bà nhiều. Đó. Ở nay thời tiết này cũng khá là nắng nóng này. Có một số các bà thì ngồi trong này, ngồi nước trong này, nắng lắm mọi người nhé, rất là đông luôn mọi người ạ. Hàng năm thì như thời điểm này thì mình quan sát là như mọi năm thời điểm cả này thì rất là đông, nhưng mà năm nay là do ảnh hưởng bão này liên quan đến nhiều cái nên là sự xuất hiện của bà con năm nay mình thấy thưa hơn. Không biết là tí nữa có đông rầm rộ hơn hay không thì mình cái này tí nữa mình mới nắm bắt được, còn bây giờ thì thấy thưa lắm mọi người nhé. Đây, vào khu vực ở đây là khu vực trạm y tế xã Biển Động. Đó. Trên này các bà ngồi trên này cũng đông rồi này. Bởi vì trên này râm mát hơn. Lâu lâu các ông các bà gặp nhau tay bắt mặt mừng luôn. Không biết là ở chỗ mọi người như nào đó, còn như ở mình này vào cái khu vực trên Lạng Sơn là thường thường là các ngày lễ hội là thường có các bà đi hát Xê Long Hao. Thế mình bây giờ di chuyển vào bên trong này nhé mọi người nhé. Cái ông bà đang hát này. Đó. Đây phía bên trong này mọi người. Đó. Nguyên một màu áo xanh và áo tím thổ cẩm của đồng bào dân tộc Nùng. Mình quay sơ qua cho mọi người cùng xem. Mà các bà ở đây chủ yếu thấy các bà nhiều. Các ông thì thấy ít rồi. À, hát hò đối. Hát
rất là hay luôn. Mọi người nghe hiểu rất là hay. Đây có một số các bà này. Các bác ngồi bên này này. Đó. Và một số các bà ngồi đầu bên này nữa. Cũng là đang ngồi hát với mọi người. Các bà chưa hát à? Dạ. Chưa hát à? Chưa tìm được cả à? À, chưa tìm được người. Đây đây, có muốn bác này đây. Mấy bác này đẹp trai ấy. Đúng cả. Mình di chuyển sang cái đầu bên này một chút nhé mọi người nhé. Mỗi chỗ mình quay sơ qua một đoạn để mọi người quan sát được cái toàn cảnh của bà con đồng bào đi chơi ngày hội ngày hôm nay, ngày hội rằm tháng 8 mọi người nhé. Đây có một tốp các bà ở đây. Đấy. Xin chào các bà nhé. Vâng. Ôi quá đẹp luôn bà. Vâng. Đấy là các bà ở đâu? Các bà ở bên Sơn. Biên Sơn ạ. À đấy. Các bà ở Biên Sơn. Thế là các bà đi xe đâu ai chở đi? Các bà khác đi xe đấy máy. Ui các bà khác đi xe à? Ui các bà giỏi đấy nhỉ. Vẫn còn khỏe đi lại này là ok rồi. À, vâng. Đó. Chào bác. Ở đây thì có một số quý vị khán giả là ở cái khu tỉnh khác, là người đồng bào dân tộc Kinh thì nghe thế này thì mọi người cũng không hiểu được. Hai ông đây là hát Long Hao. Nhà phố thì nói bé nữ liền nói ba ư. Tu sơ. Nó tu sơ. Nhà ma hồ nữ bên ai cai ơi đã kể
khẩn chú mơ. Na ca sa khẩn chú mơ le khẩn cai mơ. Na nhồi mơ. Sư kia sư dù lạng không sai. Ai ana cũng kêu nó sử dụng ana ơi tu sai khai hàng tất văn mở tất tài ai ana khai hàng nó tạo văn nơi mơ lúa tạo cái mơ sai ana tu sai. Do chang a ti ơi to sai phúc chi khẩn lô mơ của cá mơ ai nhà phố xe khẩn lô mơ lê khẩn cai mơ nhỏ nhỏ mơ dù tổng sư dù phù lô cá suy nhai ana du tông nó sử dụng hoa phù ơi cao gì tụ nhồi bên nữa nhai ana tụ nhồi bên nữa lúa nhồi ba ơi mua tụ xì máy ờ được xì máy chứ không tụ kem mà ana ông nhai ana tang ông du tang a phu ơi nhồi bè phan phu a ta kêu ơi nhai ana phan phu a ta ơi lu lu a ơi ta lu ana tai ca phát phù ơi mau phát phù văn mơ leo cai mơ tiền à tiền à khi tắc nhận tình cầu lô bơ ngờ nhà khi ta lỡ nhồi kinh nó tôi bơ ngờ phụng ơn nam mô nhai a na phụng ơn nam mô na lu a na mi nô quay được cứ càng cười a na tô sa ông kinh chỉ quần thả ai nhà nó cơ chỉ có na thang ơi phong hào ai nhà khai hàng và nai ơi lê sơn nai ơi nó tiếng anh thầy lắc nhỏ tình phải rồi thầy sao nhai à nó thì ta nó nhồi kinh nó bay ơi tu sa sao hay lòng lắm na lòng nhân nhai à nó sao hay ở lòng lắm mơ nó lừa lòng ấy nơi sau này sao không hay sáng sáng
nhà cha thu cha khôn hai ơi chú sai nhà loài mà bé to thơ lẹ bé nhám thơ bạn bên này
Hãy
mô. Nhà cô trên đây ăn đau ơi pháp bà. Nhà trên là văn bài văn để văn đi bơ. Nó số mô. Cô cố trên tên là lại ra cô đỡ vì bên lâu yêu mà chín lâu có lâu cảm tình nhà nó chín lâu nó thầu ngâu tôi lúa thì áo tôi nó bên người. Nhà cô khấn đồng ăn đồ đã kêu. Nhà chết tù là bố thơ, lê là mi thơ. Vân vân. Đúng mỏi lắm. Nhà lô 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 à ba ư xí dơ. Nhà cá ba theo khấn kinh, mẹ theo khấn cơ. Phong tóc. Ma ca lơ ti phu su lơ a lam mơ yo. Ok nha mọi người nhé. Thì mình cũng vừa cảm ơn hai ông bà. Ông bà bây giờ vẫn còn hát cơ nên là mình quay tóm tắt một chút hình ảnh hai bà hát đây. Mong quý vị khán giả ủng hộ cho mình cũng như là cho ủng hộ cho ông bà một like, một chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực nhé mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang đến cái điểm khác mọi người nhé. Giờ mình di chuyển ra cái đầu bên ngoài này mọi người nhé. Bên ngoài này thì là thường thường là buổi chiều và buổi tối là có âm nhạc ấy. Đấy, các chị em và cũng là các anh các chú các bác là yêu âm nhạc là phía bên ngoài này là nhảy bên ngoài này, còn bên trong thì và cũng như bên ngoài này một số cảnh ngoài này là các ông các bà ngồi ngoài này hát Long Hào ở đây đó mọi người thấy ạ đó đây nhất là ngoài khu vực dưới này là tí nữa họ nhảy rất là đông mà nhảy thì phải đến khuya được không. Đấy. Mình quay tóm tắt ở cái khu vực này lại cho mọi người để mọi người biết có thể những năm sau mọi người chưa được đến đây thì mọi người ghé qua đây. Đấy. Cứ rằm rằm tháng 7, rằm tháng 8 là có mọi người nhé. Đấy. Đấy. Bên này họ còn bắt khung rạp đây nữa. Đây là cái ngân hàng Agribank. Đặc sản luôn. Toàn màu áo thổ cẩm xanh tím. Rất là đông. Đó. Như năm nay mình thấy là không đông như mọi năm. Mỗi năm là đông hơn, năm nay là không thấy đông. Đây có một số các tốp các bà ngồi bên này nữa đây. Đấy. Đứng bên đây chưa hát rồi. Chào các bà nhá. Bà chưa hát à? Chưa hát à?
Hả? Không ai hát đâu mà hát. À, không có ai à? Con trai đâu. Năm nay ít nhỉ bà nhỉ? Năm nay thưa. Con trai năm nay ít lắm. Đấy, ở đây thì có bà bán cái trang phục của đồng bào ở trên này. Mình hình như thấy bà bán cái túi thôi. À, cái áo. Cái áo mình cứ nghĩ là cái túi thôi. Đó. Ở trong này hát rất là đông này mọi người nhé. Đây. Đó. Rất là đông các ông, các bà. Các bà nhiều hơn các ông. Rồi ok nhé mọi người nhé. Mình cũng xin phép là mọi người là mình kết thúc video đây và hẹn gặp lại mọi người video lần sau của mình. Người xem video cho mình xin một lượt like và cũng như là chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực ra nhiều video nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người video lần sau của mình.